Đó, mọi người thấy đang làm gì có xu hướng. Em giao dịch ở trên thị trường là không có xu hướng xu heo cái gì hết, mà chỉ có mỗi một cái là nhà bản thân anh em có định được ra các cái điểm vào ấy đâu. Trong phương pháp của em mà không xác định xu hướng, làm gì có xu hướng. Anh thấy bọn trên thị trường xu mới trả hướng, cuối cùng chết nhiều tiền không? Lại em vào chuẩn không? Đó. Tại sao các cái điểm vào của em cực kỳ chuẩn? Này em đánh này. Nhưng mà đang bài. Đó. 0.4. Nó mọi người bỏ hết những cái kiến thức cũ đi. Tại vì khi mà thì nhà ra ngoài giao dịch chung với cả em rồi, khi mà giao dịch với em rồi thì anh em đã thấy được rõ. Sao không nhìn thấy? Đó, mọi người thấy. Thì mọi người thấy rõ là gì nhỉ? Em đang giao dịch như nào, mọi người ném hết cái xu hướng. Những cái bài em phân tích như nào, hướng dẫn anh em nào. Thì anh em lấy cái đấy ra mà thì nhà bám vào trong đấy để mà vận dụng vào trong thị trường thực tế. Và những cái em hướng dẫn như nào tập đúng cho em, đừng có cái gì nhỉ làm sai. Tại vì khi mà em đến cả mọi anh em ở đây là toàn bộ những cái này là gì, là anh em đã phải lên nhìn tài khoản của em, thấy em được giao dịch thành công chưa thì bắt đầu anh em mới quyết định học, chứ không phải là cứ thế là anh em mình lao vào rồi anh em mình kêu là gì nhỉ, ừ, cái này bám vào xu hướng. Nếu mà bám vào xu hướng mà ăn thì bản thân anh em là gì nhỉ, em đến học của anh em chứ không phải là anh em đến học em đâu. Đó, thì khi mà anh em mình vào trong thị trường ấy, em chỉ khuyên một thứ thôi nhỉ, kiến thức cũng ném sạch hết. Đúng, loại bỏ hết. Loại bỏ hết và những gì em tập là sau này là đi từ từ lại. Còn không á, là anh em bị một thứ là nhỉ, sau này sẽ xào nấu kiến thức lại. Cái này nguy hiểm không? Đó, tại vì không thì sau này anh em sẽ thấy nhỉ, lúc thì nó đúng, lúc thì nó không đúng, và lúc đấy anh em mình rất là khó điều chỉnh. Em ngại nhất là trong cái vấn đề này. Đó, đấy là chia sẻ cho anh em để anh em hiểu rõ. Đó, tự dưng cái camera của cái này nó không có lên. Đó, thì qua cái này thì đó, bài em hướng dẫn nào anh em cứ thế mà bám vào đấy mà ấy. Em có mỗi thứ là nhờ chứng minh bằng những giao dịch thực tiễn cho anh em nhìn. Và thì nhờ, em không cần anh em phải đi nhanh, em không cần anh em phải biết nhiều nha. Cái mà em cần nhất là nhờ, khi mà anh em học đến đâu anh em hiểu vận dụng vào trong thực tế được, thì đó mới là điều mà em cần. Nhanh mà cuối cùng không hiểu vứt đi, biết nhiều mà cuối cùng không chay được vứt đi không? Thà chả dù biết một thứ mà vận dụng được vào thực tế, áp dụng được vào thực tế, đó mới là điều mà em cần nha. Đó, thế nên là gì nhỉ, thà chậm hơn người ta nhưng mình về được đến đích còn hơn là đi nhanh nhẩu hòa đoạn cuối cùng đốt hết tiền không còn thấy được cái gì, chết không? Đó, điểm vào là quan trọng nhất. Bước đầu tiên trên thị trường là tập điểm vào chứ không phải ăn bíp nha. Mọi người thấy nha, ăn nhiều bíp mà cuối cùng khối lượng vào 0.01, 0.05 hoặc 0.1 thì sống bằng cái gì, đòi mà tự do công việc, tự do tài chính. Thằng thầy ra nó không chứng minh được thì lấy cái giá trị gì ra nói rằng đấy là giao dịch được. Có đúng không ạ? Đây là điều anh em cần nhìn nhận lại. Để tắt cái live stream này đi. Đấy, nó bị mất cái hình ở phía trên.